Bên cạnh việc lan truyền phương pháp sinh con phản khoa học, những ngày vừa qua, nhiều trang báo mạng còn đưa thông tin về việc một phụ nữ nhờ thầy lang cúng xã phá thai bằng một que nứa và sản phụ đã tử vong. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 14 tháng 3 ở xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Thực hư câu chuyện này như thế nào? Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn qua điện thoại với bác sĩ Luyện Văn Trịnh, phụ trách phòng nghiệp vụ y Sở Y tế tỉnh Nghệ An. Sau khi nhận được cái thông tin thì Sở Y tế đã chỉ đạo trực tiếp cho Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu phối hợp với các đơn vị liên quan huyện Quỳ Châu là xác định sự việc. Khoảng 8 giờ ngày 12 tháng 3 năm 2018, bà Thanh là một cái người mà không có chuyên môn trình độ văn hóa lớp 7 đã có phá thai cho chị Vũ Thị Khuyên, 30 tuổi, tại nhà bằng cách là đặt vào trong buồng tử cung và cái sông Foley, không có bơm nước và không bơm hơi. Chứ không, ở đây nó không phải như các cái báo và một số các cái báo điện tử có đưa tin ấy, đó là cái dùng que nứa. Và sau khi đặt xong cho chị Khuyên ấy, thì có cho uống nước lá ngót và cho về nhà nghỉ tại nhà. Sau đó thì đến ngày 13 tháng 3 thì chị Khuyên có đau bụng và đi ngoài ra bọc thai. Đến ngày 15 tháng 3 thì bị có diễn biến nặng và có liệt nửa người rồi hôn mê, và gia đình đưa đến trung tâm y tế huyện. Thì sau khi mà xử trí ở tại trung tâm y tế huyện 2 tiếng đồng hồ ấy, thì không tiến triển, và trung tâm y tế vẫn chuyển đến cái bệnh viện đa khoa vùng Tây Bắc của bệnh viện tuyến tỉnh và xử trí ở đó đến 18 giờ thì vẫn không thuyên giảm vào nguy kịch nặng. Đình là đưa chị Khuyên về thì sau đó là chị ấy tử vong. Bác sĩ Trịnh cũng cho biết là về mặt chuyên môn, thông thường trong trường hợp thầy lang hành nghề không phép thì sẽ bị xử phạt từ 30 đến 40 triệu đồng. Hành nghề vượt quá phạm vi cho phép thì bị phạt từ 60 đến 70 triệu đồng. Riêng trường hợp này đã dẫn tới chết người nên các cơ quan chức năng, trong đó có cơ quan công an huyện đang vào cuộc để điều tra.